Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine vừa mới nhận được từ phương Tây bị rơi nhưng chưa rõ nguyên nhân, ông Mykola Oleschuk đã bị cách chức tư lệnh không quân Ukraine. Mỹ cho rằng đó là lỗi của con người, nhưng quân đội Ukraine không tin vụ tai nạn là do lỗi của phi công. Hãng tin Anh Reuters còn dẫn lời một nữ nghị sĩ Ukraine cho biết máy bay F-16 của họ bị chính hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn hạ và cáo buộc văn hóa dối trá làm hại Ukraine. Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận máy bay F-16 bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Tờ Pravda đưa tin, Bộ Chỉ huy Quân đội Ukraine đang xem xét các hướng điều tra khác nhau, bao gồm F-16 bị trúng hỏa lực từ đồng đội trục trặc kỹ thuật và lỗi phi công. Một quan chức Ukraine đề nghị giấu tên nói chỉ có thể biết lý do chính xác khiến máy bay rơi sau khi cuộc điều tra được hoàn tất. Việc chiến đấu cơ F-16 của Ukraine vừa nhận bị rơi đã trở thành tâm điểm của dư luận truyền thông. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân chiếc F-16 bị rơi. Người Mỹ cho rằng nguyên nhân là do yếu tố con người và phi công sử dụng không đúng cách. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không nhìn nhận như vậy. Họ cho rằng còn có những lý do khác. Còn giới truyền thông của Nga đã lên tiếng phản đối. Họ tin rằng máy bay F-16 có thể bị tên lửa của Nga tấn công. Vị trí triển khai của chiếc F-16 này có thể đã bị lộ, khiến tên lửa của Nga tấn công vị trí này và cuối cùng tiêu diệt cả máy bay lẫn phi công. Trong khi đó, việc mất một trong những chiếc F-16 trên bầu trời Ukraine sẽ là sự mất uy tín lớn Đối với loại tiêm kích thế hệ 4 thành công nhất của Mỹ và với chính lực lượng không quân Mỹ. Điều này đã được chuyên gia Vasily Prozorov, một cựu nhân viên của cơ quan an ninh Ukraine SBU bình luận. Trước đó, một công ty Nga đã công bố khoản tiền thưởng 15 triệu rúp cho binh sĩ Nga nào bắn hạ được F16 của Ukraine. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu có phải hệ thống phòng không Patriot bắn hạ F16 của chính họ hay không, hay do hỏa lực Nga tấn công người ta ước tính sẽ phải chờ thông tin chính thức của Ukraine hoặc một số thông tin nội bộ độc quyền mà giới truyền thông có được. Khi đó mới biết được liệu chiếc F-16 mà Ukraine mang nhiều kỳ vọng này bị rơi là do nguyên nhân nào. Trang tin Avia của Nga cho biết, các nhà điều tra Mỹ và Ukraine tiếp tục nghiên cứu các tình huống xung quanh vụ rơi máy bay chiến đấu F-16. Theo thông tin mới nhất, khó có khả năng F-16 trúng đạn từ hệ thống Patriot. Vụ tai nạn của máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine, dù là lý do gì, càng khiến Ukraine nhận thức được lỗ hổng của loại chiến đấu cơ mà họ đặt nhiều hy vọng này. Xét đến việc quân đội Nga đang theo dõi nhất cử nhất động của F-16, Ukraine đang thay đổi phương thức cất cánh và hạ cánh của F-16. Theo thông tin của tờ Eurasia Times của Ấn Độ, để giảm thiểu mối đe dọa từ các cuộc không kích của Nga quân đội Ukraine đã biến một phần đường cao tốc của nước này thành đường băng cất cánh và hạ cánh tạm thời cho các máy bay chiến đấu F-16. Ukraine tin rằng bằng cách sử dụng đường cao tốc thay vì các đường băng truyền thống để cất cánh và hạ cánh, họ có thể làm giảm cơ hội bị Nga tấn công vào số máy bay quý giá của mình. Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện máy móc xây dựng của Ukraine đang sửa đổi một số đoạn đường cao tốc để phù hợp với việc máy bay quân sự cất cánh và hạ cánh. Theo RBC Ukraine, quân đội Nga đã tấn công Kharkov bằng tên lửa Lai Grom E-1, đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí Lai được triển khai tại khu vực này. Theo các nguồn dữ liệu quân sự, tên lửa Grom E-1 dựa trên tên lửa KH-38 của Liên Xô được gọi là tên lửa Lai vì nó là sự kết hợp của tên lửa hành trình và bom lượn. Grom E-1 do công ty tên lửa KTRV thiết kế, Phiên bản Chrome M1 được thiết kế gần giống với một tên lửa hành trình với một động cơ phản lực, trong khi phiên bản sinh đôi Chrome E2 có cấu tạo gần giống với một loại bom lượn. Tên lửa nặng 594 kg, trong đó đầu đạn nổ phá mảnh có trọng lượng 315 kg, tùy vào nhiệm vụ mục tiêu, tên lửa có tầm hoạt động từ 10 đến 120 km. Sau khi được thả từ máy bay, động cơ tên lửa phóng được khởi động. Xét về hiệu quả tấn công, loại tên lửa lai này gấp 1,8 lần so với bom rơi tự do OFAB 250-270. Nhà sản xuất KTRV cho biết tên lửa Grom E-1 có thể được sử dụng trên nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau của Nga, bao gồm cả tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57. Bên cạnh đó, với thiết kế có thể được mang theo trong các khoang trong bụng, tên lửa Grom E-1 cùng bom lượn Grom E-2 sẽ là một trong những vũ khí chính của các dòng máy bay tàng hình tối tân của Nga trong tương lai. Cả hai tên lửa này đều có thân hình trụ và cánh gấp có thể được triển khai cả trong khoang bên trong của máy bay và các giá treo bên ngoài. Bình luận viên Emma Helfrich của chuyên trang quân sự Mỹ Warzone nhận định, Chrome M1 cho phép máy bay Nga tấn công mục tiêu cố định với độ chính xác cao từ khoảng cách xa, ngoài tầm của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Nếu được triển khai thành công, nó sẽ trở thành vũ khí hiệu quả mới trong bối cảnh lực lượng Nga không chiếm được ưu thế trên bầu trời và thường xuyên đối mặt với mối đe dọa từ lưới phòng không Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kursk lên tới hàng trăm binh sĩ, nâng tổng cộng thiệt hại của Ukraine trong thời gian xung đột là hàng nghìn người. Cụ thể, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong một ngày, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới 400 binh sĩ và 12 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 3 khẩu pháo, một bệ phóng MLRS, một phương tiện chiến đấu của tổ hợp súng và tên lửa phòng không, một trạm tác chiến điện tử, 12 phương tiện và hai đơn vị thiết bị kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, tổng cộng trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, địch đã tổn thất hơn 9.300 binh sĩ, 80 xe tăng, 38 xe chiến đấu bộ binh, 70 xe bọc thép chở binh sĩ, 561 xe chiến đấu bọc thép, 273 ô tô, 68 khẩu pháo. Theo tạp chí Force, Ukraine có phần liều lĩnh trả giá đắt cho việc tấn công và chiếm đóng lãnh thổ Nga tại vùng Kurs. Tháng 8 vừa qua, để kiểm soát phần lãnh thổ Nga, Kiev đã phải huy động một lượng quân tương đối lớn, khoảng 6 lữ đoàn, nhiều tiểu đoàn độc lập và các đơn vị hỗ trợ khác. Con số này được xem là cực kỳ lớn trong bối cảnh quân đội Ukraine cũng đang phải dàn rất mỏng lực lượng để tranh giành với Nga từng tấc đất trong lãnh thổ được thế giới công nhận của nước mình. Tình thế có vẻ bi quan hơn khi con số thiệt hại vật chất Ukraine nhận được tăng vọt thời điểm Kiev mở chiến dịch tiến công vùng Kursk. Từ thời điểm Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga, con số này đã tăng vọt lên mức 4 xe tăng và 41 phương tiện cơ giới bộ binh mỗi ngày. Nói cách khác, Ukraine đang nhận thiệt hại gấp 4 lần về xe tăng và 14 lần về xe bộ binh. Trước đó, theo nhóm Oryx, đơn vị chuyên thống kê thiệt hại vật chất mà Nga và Ukraine hứng chịu, trung bình mỗi ngày, quân đội Ukraine mất một xe tăng và 3 phương tiện cơ giới bộ binh.